Bánh bò gì đó em? Có bánh bò bánh gì đó em? Chờ chờ mẹ mua đồ sáng nha, sáng này làm biến đi chợ hả? Mẹ mua mua đồ về cho mẹ tối, mua bánh bò dễ ăn không? Thôi có bắp trái không? Có bánh mì không? Bánh mì sáng ngày con ăn sáng rồi mà, bánh mì đây nè. Gì? Có bánh mì nữa nè em. Ai biết? Mua đại đi. Hả? Ừ, cái đó ngon đó. Ừ. Đó ngon đó. Lấy lại đi, lấy hồi về cho con có việc ăn. Sáng ngày làm biến đi chợ, chở bốn đứa không dám đi chợ, chạy lên đây luôn. Rồi đi xuống đi, xuống ngồi xe xăm đi xuống đi. Chờ dừng nhé, chờ xăm bước xuống cầm bánh của mẹ kìa. Thôi xuống ngồi lại đó đi, xuống ngồi yên nha. Lấy đường sắt vào xe xem. Rồi chưa? Nghe nó nói không kìa. Cái gì? Hết tiền rồi hả? Mẹ tiền nhóc mà. Rồi chưa? Rồi giờ đi. Đi tiếp. Hello các bạn. Rồi. Kion. Rồi lên đi. Rồi chưa? Rồi xem bye bye đi xem. Bye bye. Bye bye bà. Quá trời bánh rồi hả? Đúng rồi, ba hả? Quá trời bánh luôn. Này bà ở bên mỹ mình bóc một phần vậy là cũng mấy đồng rồi. Mà còn ngay à. Hết, mát không? Quá trời mát luôn đúng không? Quá trời mát. Để hai lỗ nha. Cứ la người ta nhìn gì sao? À, cái bát cơm con kìa. À, đây người ta cũng bán đồ sáng nữa nè. Bán đồ chợ luôn. Bán đồ. Thank you.
tiếp. Tiêu rồi chứ ông nội chở đi ăn hủ tiêu rồi. Hủ tiêu năm vang thì là tới đất bà cố rồi. Quẹo là tới nhà ông cụ. Nằm đi. Cảm ơn cái đó. Mình nè. Con. Mình nè. Con là ai mà mày đặt ra hỏi cái mình nè. Đó. Con là ai kìa? Ừ. Con là ai vậy? Con là ai à? Ừ, giỏi. Ừ. Cô ngoại bà cho dạ con lên chơi nè ngoại dạ tôi nói ok bỏ tôi chẳng cái xong phanh tay bà cố cái lại đây phanh tay bà cố đàng hoàng bà cố chưa thấy bà cố phanh tay là bà cố rồi là bà cố ở kêu lại bà cố ôm cái kìa đó. Bà cố ôm cái đó đó bà cố ôm kìa lấy bánh ra cho mấy đứa nhỏ ăn luôn đi dọc đường ghé mua con 100.000 mà quá trời bánh mua cái mà giữ vậy con cái này nó ở bên Mỹ đó bà. Dạ, dạ, cái cứ qua vậy đó. Nè nè, cái hàng thấy là nó thấy lạ gì nó dòm vậy. Dạ. Trời ơi, mua có 100.000 mà. Nào là gỏi cuốn. Ai biết con có biết đâu mà mua dọc đường đi dọc đường thấy nó bán nè. Cái con mua hết luôn. Gặp họ mừng thôi, họ mừng dữ lắm. Xăm sáng ngày con sáng rồi để cho mấy chị, mấy em. Chờ chút xíu ra cho. Trời ơi, có xôi nữa. Có xôi nữa, có bắp mì nữa. Rồi, để ra đi, ngồi ngồi cho mấy em ăn. Có dạ. Dạ, con do hả? Chị xin nữa. Đó là con của do ngoại. Biết bao nhiêu mà. Dạ. Đây. Dạ. Hả? Hôm nay vô bánh rồi. Vô bánh gì? Mà ngoại nó muốn ghiêu. Trời ngon vậy. Gì trên ngoại biết nó bún riêu nữa hả? Dạ vậy biết nó bún riêu nữa hay vậy? Cậu bảy chuyện đâu vợ gì? Ủa bữa nay xạ hả? Vậy đó hả? Cô bảy dạ thì giờ nhậu đi rồi ra xả tiếp xả xong chưa bữa nay bắt đầu mới chơi xả đó hả cậu dạ 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 việc đi cậu hả có mướn người được không cũng có chứ con
Mướn ông rồi em vợ em việc không phụ nữa nè. Dạ. Tôi nói hôm qua lúc dài tôi có nói cha mày qua cái đợt xạ này hả, kêu con lên chơi. Xạ mà bữa nay xạ mấy công cậu vậy? Mấy công xạ hết luôn. Xạ hết luôn ngày hôm nay hả? Ừ. Cái đồng này chắc còn có mình ruộng của cậu Bảy quá. Còn cũng ba bốn chủ nữa. Dạ yeah, hả? Ông Lèo, Vũ, Giang rồi nè. Dạ. Ờ, hôm qua nắng, bữa nay nắng xạ ngon chứ cậu Bảy, đúng không? Dạ, thôi làm gì làm đi cậu. Rồi, cậu đi cầm gò ra ngoài một chút, bằng ra cho nó xạ. Dạ, dạ. Cầm gò tới đó hù, không có gò đâu. Dạ. Con lên với vợ con lên không? Dạ có, con chở lên chơi nè. Đừng mới đi xạ đó, mày đã xạ sớm nữa. Trời ơi, lên cái vô trong lòng bà cụ ngồi rồi ha. Ngồi bánh mì sáng ngày ông nội nó chở đi ăn hủ tiếu rồi á chứ. Sáng sớm đi với ông nội lên xem đa là ông nội chở đi ăn hủ tiếu rồi. Giờ lên cái ngồi ăn bánh mì nữa. Ăn bánh mì nữa. Ngon lắm. Bánh mì mẹ mua chứ bà có mua cho con đâu ngon. Hết sức nói luôn. Tiếng trầm cả già mà con ngắt cái bà cố rồi. Đỡ bà cố đi xăm. Hết sức khi thôi. Ăn cái gì con lên con đừng có mua cái gì hết. Trời, tụi con đi dọc đường mua mấy cái đồ bánh trái cho mấy đứa nhỏ rồi tụi con ăn có mua cái gì đâu. Yến, khỏe em. Con vợ có nhà nghe nữa. Con Yến ngoại còn đi dạy không? Còn đi dạy hả? Bữa em đang có sức y tâm mà không có làm Làm gì mày quấn quấn mày làm gì vậy? Con về đặng con làm đồ ăn cho con Ngọc. Trời ở đây mày nó ăn không được sao? Chúng ta lên lại. Có thịt rồi nè. Trời nó muốn ghiêu dỗ dữ ta. Biết nó muốn ghiêu nữa. Này ghiêu cua hay là ghiêu gì? Là cua đồng bắc á hả? Dạ. Trời giỏi vậy vợ anh Việt. Nó hả đập giỡn đó con. Dạ. Giỡn đó. Rồi đó rồi nó hả? Đâu á? Này nấu bún riêu cua nè em. Dạ. Ừ, cua đó con trời ơi nó đâm nó làm ở mày ơi cua ăn gì đâu muốn chết. Nó đâm dạ. Nó làm nó dơ rơ nó lượt. Nó em ghét ở đâu em? Nè chị. Này nghĩ con gác không ngoại mấy bịch gác dơ không ạ? Ngoại lên ngồi đi. Bà cô té đừng lo bà cô. Không có rồi. Hai thứ bà cố đi từ từ con đừng có ấy bà cố nha. Nó tới mừng quá cơ thôi. Đi hẹn đi với thằng Tâm mà mấy ngày rồi. Còn chưa dạ, đẹp con. Trên đây này, ngoại đây nữa nè. Lên ăn đi ngoại. Ngoại hả? Ngoại sáng ngoại ăn gì chưa? Ăn củ tiếu rồi cái dạ. Ở bên vợ thằng Việt á. Nó mua ở trên bánh này kìa cũng mới ăn rồi đó con. Dạ. À, rồi đỡ bà cố lên đi con. À, ăn rồi. À, nó đỡ bà cố lên nè. Đừng có xô bà cố nha không? À, con ăn chưa, ăn hơi nó ăn rồi ngoại, sáng ngày nó ăn hủ tiếu rồi. Con này biết thằng Việt. Con trai vậy ăn tới thì mừng. Ngồi ngồi ngồi. À, dạ ngồi ngồi đi, con ngồi đi ngoại ngồi ở dưới đất á. Con ăn đi, con ăn con nha. Xuống ăn con, xuống ăn bánh đi con. Xuống ăn bánh đi con. Nay về thăm ngoại. Rồi. Lâu quá rồi nay về thăm nhà ngoại cầu sáo dạ con dạ kệ nó ngoại ngoại ngồi đi ngoại hả bụng tử đâu có ấy thì ăn trước một chút thôi nha con dạ bà ổn bánh mì thịt ngon quá vậy chuối chiên chuối bò bánh bò bánh da lợn bánh da lợn bánh chuối xôi
Bánh tiêu hả? Bánh tiêu á. Xôi dồn bánh tiêu hả? Bánh tiêu. Xôi nó dồn miêu trong không? Ừ. Rồi công nhận bánh ngon thì. Bánh bía. Bánh bía. Chám tương. Sao ghẻ vậy? Ba ống mì. Cái này nữa. Cái đó là của bà đem. Ôi vậy đó hả? 100 ngàn. Ăn đi con. Kêu con việc ăn. Xú, đi qua giỏng bên kia ngồi. Chỗ của bà cố ơi, ngồi ngồi con. Con mà dạ. Ngoại không ngồi. Dạ dạ, con ngồi đó đi Xú. Dạ nước uống không anh? Dạ. Trời ơi. Nãy giờ ăn nãy giờ mà bảy, ăn đi mà bảy. Dạ. Ăn đi mợ. Đây nè, đang đang cạp vợ anh Việt ơi. Con lao không con đưa mẹ chứ con giục vậy nha con. Nha. Lần nào vậy? Mẹ nó không còn nữa cô. Con về phải nó cũng kêu nó hỏi thăm hoài à. Thằng nó xuống coi một bữa rồi. Cứ ba điện thoại. Rồi cái ổng lật. Con nhỏ kia nó lại nó dùng dục phùng dục mình sợ nó thức hả? Nó hơn nó gì mà nó đẹp. Thôi đứng ra đi coi. Mạnh dạn quá à. Con ngồi đó đè nặng bà cố xong. Rồi con cái tướng con ngồi con đè bà cố nặng á. Không có được con, trời ơi con ngồi đây được. À, bình thường kia có lại đâu. Ừ. Thì cũng có cái lần giống cái thằng này quá vậy. Cô nằm ở dưới cái thiếu hay gì vậy nè. Cái thằng nó cũng có cái lần vậy nè. Cái bác Tư nó đi cắt tóc á, cắt kiểu đó đâu ngoại. Vậy bác Tư nó dẫn nó đi cắt tóc á. Dạ. Cái mình ấy nó xuống thì nó cứng từ chút á. Dạ. Rồi đi tới đi rồi. Thấy ngoại đi hơi khó à, ngoại kiếm cây ngoại trống đi nó dễ hơn. Ờ, ngoại đi cây không á. Dạ, chơi nữa bà. Dạ. Ờ, coi gì mà trơn nữa cô. Dạ. Nhiễm nước là trơn á. Dạ. Trời, hồi đó mình đi thôi, mình bằng sắp ba trại. Bây giờ gò cẳng ở yêu thiệu sợ mà cái gì gồng chết. Ngoại sáng ngày ăn hủ tiếu rồi hả ngoại? Ngoại ăn rồi đó con. Dạ. Ngoại ăn rồi. Rồi dạ. À, uống nửa ly sữa. Đó rồi mới nằm đây đưa bà này bà đi tới đưa thằng này ngoài. Trải chiếu nằm đây. Dạ. Đó, mẹ nó đi chợ. Dạ. Rồi con đi trên Sài Gòn đó, con hả đốt nhang cho bà và vợ rồi đó hả? Dạ xong rồi ngoại, bữa hổm con chở xong về chở nó đốt nhang ông bà ngoại nó. Ờ, đi cũng hai ngày Sài Gòn. Nó cũng có đi hả con? Dạ có chứ. Về mới chở nó lên đốt nhang cho ông bà ngoại nó. À. Dạ. Anh ấy thằng tự nó gì à? Chắc nó đi rùm rùm, vợ chồng nó đi đồng này đồng kia, nó còn mệt thôi để cho nó nghỉ. Rồi đó nó ở lâu mình cũng không lên chơi hoài gì. Nghiệp nó, nào có mình nó đó. Nó đi ăn gì nó hỏi thăm hỏi lôm. Ở như này thì nó cũng mong quen rồi, nó ít có điện nó hỏi thăm mình. Rồi con hôm qua con lại vợ thằng Tâm đó, rồi con thấy nó ăn cơm nước rồi được đỡ không? Dạ thấy chứ cũng đỡ ngoại. À. Dạ. Nói gì nó bệnh lợi đó. Dạ. Chắc cũng mệt mệt chứ mà. À. Dạ. Con kiếm hay đi con hả? Trời con chạy hay quá chứ. Ở đây chờ với mấy nhỏ dạ. À. Nó ruộng cậu bảy nằm bên đó đó. Giữ nó xe đó.
Ủa xả chưa mà chạy về làm chuồng bò rồi. Vậy đó hả? Mấy người xả? Vậy hả? Dừa của ngoại, dừa này dừa của ngoại mà. Ừ. Chi vậy? Bẻ anh chị? Ai cho bẻ? Ai cho bẻ? Hả? Thôi. Ồ, dừa cứng ngắc mà sao bẻ được? Cái này xe à, xe chạy tới. Sao không có đi qua nó nè? Ừ. Xà lúa đó. Cái xà lúa không? Nó chơi nè. Thì chơi nè. Nó chơi đâu? Đi ra đây nhìn được rồi, đưa không có xuống sơ dơ sình không có xong. Đứng đây nhìn được rồi. Đó. Ông nội của em là đi về chuồng bò rồi bà. Ông nội của Lan Phương đang dội chuồng bò rồi. Cái đó là cha của cưng, cha của con á. Cái gì? Nè, cái này không phải đang chơi đâu. Nghĩ này đi ra ngắm chơi nè. Sao đi về? Biết đường đâu mà về. Đi đi, một con kẹo nha. Ngày xưa ở đây làm ruộng hết trơn à, bây giờ lên trồng cam à. Trồng cam. Rồi bên đây trồng dừa. Nè thả nó xuống dưới cho nó lội ra ruộng nó làm phụ đi, nè nó xả lúa đây nè. Bên kia trồng dừa, giờ lên dừa lên cam hết rồi, ruộng còn có mấy người làm à. Đó là đang xả lúa đó. Đi lên coi dơ dơ chân á. Đây, bùn xình không à. Gì xả nhanh vậy? Xả thì con chậm chậm nữa đó chứ. Hả? Xả thì con chậm nữa đó chứ nhân vậy. Hôm nay xả mười mấy công mà. Mười mấy công. Hai vô. Này anh vợ việc hả? Em hả? Nãy lội ra ruộng tính xạ phụ em mà em không quắc quắc gì hết trơn. Buồn quá thôi đi về. Hả? À. Chơi hoài ngày xưa anh biết về, ngày xưa anh biết xạ lúa mà em. No. Quá ngon. Ủa này là mua hay làm vậy? Bún á. Bún này môi mà mình về mình trụng lại. Mua mình trụng lại đó con. Vậy nó kéo là nó ngon ghê không? Ừ, nó ngon mà nó thơm một cái. Nó làm tao có kỹ hả? Ở dưới chợ mua gì ăn cho nó thơm như chua mà nó không ngon thôi. Người ta đi ruộng vậy chứ này người làm tô ở nhà mà... Quá chết. Tụi con có ăn sáng, tụi con no, tụi con đâu có ăn. Giờ nào tụi con đấu, tụi con ăn hả? Đâu à? Hả? Xì rồi.
Xí rồi, bữa nay không có đem rượu lên nhậu không mày? Bữa nào hôm nay lên chơi thôi. Ở đây cũng có rượu chứ không có đâu. Nãy nó nhậu cho mày rượu nó. Thử đế con tính con đi ra ruộng con phụ xã nó mà nó không kêu con, nó không cho con xã, thôi con đi về. Cái nồi đó mà trụng hay là mày bắt bếp kia hả? Chút ốc vô ngự to chứ. Vừa nay bao lâu rồi? Con về được thôi chứ cần cả tuần rồi. Dạ. Ngồi ăn con. Quá trời ngon hấp dẫn con, thôi con quay phim rồi con ăn đâu. Con quay hả? Mày quay rồi gửi về ngoài luôn ha. Dạ, quay về làm kỷ niệm rồi. Trời ơi con hấp dẫn con mà mới sáng mà ăn này rồi rượu nhậu luôn hả? Ủa con nhớ việc là anh vợ là làm bên hồ đúng không? Lãnh nhà được đúng không? Con này là em vợ ruột luôn không? Em vợ ruột luôn hả? Thôi ngồi đi em. Nó đau hồng thì anh không uống được. Chưa chịu uống rồi lên bữa khác nữa. Nay lên chơi à, nay lên chơi với ngoại. Dạ. Bữa nào nhậu rồi lên sau. Hôm nay lên chơi hả? À, bữa nay nắng xạ ngon cầu bảy ha. Chút chưa con đốt nè, con mới ăn sáng ở nhà con ăn sáng. Ở giờ nhà ăn lật giật, con mua đồ về trên ngoại ăn sáng giờ nè. Làm tôi. Không, không ăn. Nhìn ăn là thấy đã rồi. Rồi à, bà cố đi à, bà cố đi về nè. Không bà cố biết. Không bà cố cái đi. Không bà cố cái. Cái vậy đưa bà cụ hôn. Bà cụ hôn con. Bà cụ hôn con. Rồi thưa bà Bảy đi về. Phân đây là ai bà Bảy? Phân đây lại. À bà Bảy không về. Dạ. Bà Bảy cái. Bà Bảy cái. Nè hả? Lên chứ. Bà Bảy, bà Bảy. Rồi. Bà cậu rồi đó chưa? Bà Bảy nó miễn cười. Rồi à thêm hai. Hiếp gì thêm vậy? À thêm hai. Con về. Chừng nào lên? Chừng nào cân lên? Chưa chiều không? Ông Bảy ta. À ông Bảy. Ông Bảy đây nè. Nó học chắc là chú Mỹ Thành hả? Dạ. Con về dưới bữa nào con lên cậu Bảy ơi. Dạ. Dạ. Thấy con được hai đứa gì tự. Dạ. Chiều lên xe đứa người sao? Dạ. Nha. Em vợ người tự. Dạ. Con khỏe cái hai được hai đứa cái gì đó, hai đứa trai đứa gái. Dạ. Bà ngoại con về. Bà ngoại con về. Bà Bảy con về. Bà Bảy về. Con nhỏ này đi lấy. Thôi con về coi. Dạ. Về nha em. Không chịu lấy thuốc. Chạy đi chơi chiều rồi con lên tiếp. Dạ. Dạ. Chỗ này đi tầm đấy. Đưa cái thiệp cho cha. Hả? Đưa cái thiệp cho cha. Hôm chị ba lên đưa cho chị ba ăn cái. Anh cầm anh thấy có đâu mà lên đây về thiệp hoài. Nhân đi xe anh ra nè. Thiệp hoài. Phải đâu rồi bay. Cái nào kia nè. Nắng quá, dắt này về nắng quá. 11 giờ chưa? 11 giờ. Hay á. Dạ 11 giờ đúng rồi đó bà ngoại. Đi xuống mày lấy áo. Đây nè cầm. Cặp mắt nó theo cặp mắt gái. Cặp mắt mơ màng gái. Ủa cái con sâu đâu? Kìa lấy cái sâu trang này. Con gái nhiều. Cái áo quần xong. Con xô không có áo khoác hả? Không. Anh bỏ cái thiệp với cái khăn giấy. Xong bằng áo vô xong. Ngoại vô nghỉ ngơi đi ngoại. Không.
Kìa bà Bảy bận áo cho nè. Thưa bà, anh gài gì phụ cho con hả? Bà Xu không có áo khác. Nắng quá trời. Nó ngồi ở đâu? Ngồi ở giữa mà. Ở giữa cũng không nắng. Có vợ con chứ. Được không? Cái mà xăm chắc ngồi trước hả? Dạ nó đứng trước chứ chỗ không có đủ. Tại vì chỗ không đủ. Xe hai người là thấy nó cũng chật rồi. Ở đây đi chờ tiếng đưa đi về xăm. Không. Dạ không chứ không gì. Bà Xu ở à? Ở sao không quăng cái nước vô luôn rồi chạy về. Rồi Xu lên sao? Dạ. Ngoại con về. Hỏi gì nó kể rằng bánh tráng ăn chung gì nó đó có kể kìa. Chị có ăn chung nghe con. Chị đó. Các bạn về. Bước mà quay xong về. Bà cố, thôi bà cố. Thu chân nó ở đâu? Ở nhà quên rồi sáng. Ngoài bước về. Bà Bảy con gì? Bye 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 xong về.